Hello anh em, thì hôm nay mình cũng có ghe 20 tấn cho anh em tham khảo nha. 20 tấn anh Bốn. Khẹt ghe bằng cái sao nguyên chất nha anh em. Rồi mình đi lại, mình coi cho anh em coi đi thì báo giá ha. Sao nguyên chất thì mình thấy cũng còn liền lạc nha. Nó liền liền chứ cũng có cẩn một hai chỗ nha anh em. Nè, lá bè dành là cẩn nha. Lá bè nước thì còn nguyên trân nha anh em. Lá bè dành thì cẩn chỗ này ha. Ấp khẩu ngay chỗ này thì nó bị tét nha. Đó, ấp khẩu ngay chỗ này thì bị tét đó. Rồi mình đi dài dài qua bển coi cái sao. Cái dàn xề sau lái là ngay chỗ đó cái bổ nó bị bung ra hay gì anh Bốn? Rồi để hồi mình cái lá bè gió kìa. Rồi. Rồi cái mình mẹ là 100% chỉ có lá bay dành bên đây là cẩn thôi nha anh em. Còn cái lá ngay chỗ cái mí mu đó là nó bị nối khớp ngay đó nha. Rồi cho anh em coi kỹ ha. Cái này theo mình đi về lòi lúa gì cũng im quá anh em. Ngon. Đi dừa rồi hang mà dừa năm nay. Đi dừa chắc không ngon. Mấy tháng rồi. Rồi qua bơm đi, bơm quay luôn. Rồi bây giờ bên đây cận ngay khúc này nghe anh em, nói á, khúc này nói nha. À, còn bây giờ dài dài lại sao còn y trân nha. Thì đây chủ ghe anh Bốn nói là còn cái sao nguyên chất nha anh em. Thì từ bê gió tới mình mẹ là cái sao nguyên chất nha. Còn mũi lái, cái sạp mũi với cái sạp lái thì pha bằng chất cần sao giường với có cái bạch đằng nữa. Để hồi mình thấy cái then bằng bạch đằng nữa kìa. Bỏ cái ra chứ, để hồi vô mình quay cho anh em coi. Quay cho kỹ. Thì một ghe nhỏ nhỏ như vậy mình quay biết ít view lắm nha anh em. Để anh em nào xem được thì nhớ đăng ký kênh, like các ủng hộ mình nha. Rồi. Ở trên này là mình thấy sao giường nha anh em. Lót hầm là sao giường ha. Đó, đây là hầm mũi nha anh em. Bơm nước lại bơm nước mưa. Ai đứt giường ai hả? Ai biết ai đứt ai ghê đứt ai ghê ai đứt giường ai. Đó, hầm mũi thấy còn rất ken ha. Cái bành kia chọn đi, nó đi được không? Được. Nếu đường nó chả có hay nó mầm thêm đi nó quýt. Rồi bổ thì cũng bổ ngậm luôn nha. Cái nhỏ chơi bổ ngậm luôn nha. Ấp khẩu thì 5 phân ha. Cho anh em coi bên đây. Coi đi hồi mình báo giá ha. Số điện thoại để màn hình nghe nè. Hai chục tấn, 20 tấn giờ làm gì ta? Nhỏ quá. Chở dừa với đi lò lúa đâu á. À, đúng rồi. Tùy theo bà con. Công thì công đà cặp cổ nghe nè. 50 ha. Công đà cặp cổ công 50. Cái ra này là có một cặp ra nghe nè. Ra bạch đằng ha. Nó dài lại sao thì còn chắc mà ngay chỗ này là nó bị mục nè nha. Nha. Rồi ngay chỗ này bị mục nữa nè nha. Mục khúc rồi, còn vô tới này tới cái lỗi hết mục rồi ha. Ở đây hết mục nè. Một cái giác. À, như mấy chỗ này là không phải mục nha, tại vì nó tét ha. Rồi, vô sao coi máy. Rồi, cái này tên mua nha anh em, có lợp nhôm rồi, sẵn sàng ha. Rồi cái dàn sạp là bằng bạch đằng nha anh em. Dàn sạp này là bằng bạch đằng nè, nó mục hết rồi nha. Nói chung dàn xề trên này là sạp lái á, là mục hết nha. Cái miếng ve gió ở đằng sau này cũng bằng bạch đằng luôn nè ha. Cái này làm như cái sao ta nâng cấp ta lên đời cái
ngày xưa là theo ghe này là mình nghĩ là quán gắn máy biêu ở ngoài đó anh em, thành ra không có dàn xề này ha, nó chỉ có dàn sạp. Thì giờ người ta nhảy lái, người ta làm cái dàn xề ở trong nè, ở dàn xề gắn máy trong á, lên dàn xề, thành ra cái này ta lên cây tạp phải mục hết nha. Thì mục mình nói cho anh em mục, như mình mẹ thì còn nguyên chất nha. Đó. Rồi đây là hầm lái nha anh em. Quay cho anh em xem nữa, mình nói mình mẹ nó nghiêm chỉnh thì nghiêm chỉnh ha. Vách tường nhện văng tùm lum, thằng có rắn mối nữa. Rồi mình cũng quay trong mua cho anh em xem ha. Quay trong mua cho anh em xem luôn. Rồi cái này tiếp 60 nha anh em ha. Cũng có kẹt đăng nữa, lắp 35 ha. Rồi hộp số là hộp số Hà Nội nha anh em. Số Hà Nội thì không biết mấy tua nha, anh chủ ghe đi lên bờ rồi. Máy thì đi D24 4 bù rong ha. D24 4 bù rong ha. Mình không có cái lượt nhất, mình tưởng đâu D22 gì mà. Anh chủ trại này anh nói là D24 ha, là người ta có vẽ số trong này nữa nè ha. D24 4 bù rong, chạy chứ đang chạy chuyển dịch là 5-8 hàng nha anh em. Vậy là cái hộp số này mình đổ chắc cỡ 2 tua rưỡi ha. Chứ không có nhiều đâu. Thì cái này quay là chạy nha anh em, tại vì giờ cũng không có ai quay ha. Rồi anh em xem clip nhớ đăng ký kênh này, like cái ủng hộ kênh mình nha anh em. Cho anh em coi lại cái lồng son từ sau tới trước cái. Đó, vậy ha. Hai chục tấn đó anh em, mà mình thấy trảng mê ha. Giờ bị ngang bị dài thôi, mình cũng khỏi hỏi, mình khỏi có báo cho anh em ha. Thì mình thấy trảng mê, mình nói trảng mê. 20 tấn cạn lường, bị ngang hơi bự, bị dài thì hơi dài, mà có 20 tấn thì anh em dòm trong hình này thấy đủ biết ha. Rồi giá cái này chủ ghe nói là 25 triệu nha anh em, thương lượng ha. Rồi anh em có gì thì alo số điện thoại mình dẫn khúc để màn hình ha. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip ha. Bây giờ mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em vào những clip sau nha. Ghe nữa nha. Bye bye.